Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan công tác hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại quận Thanh Xuân, ngày 5 tháng 11, Ban vận động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân đã thông tin phương án và tiến hành chi trả cho đại diện các gia đình. Theo đó, tổng số tiền Ban vận động tiếp nhận là hơn 132 tỷ đồng, sau hai đợt chi trả còn lại 2 tỷ 221 triệu đồng. Trong đó, phương án nêu rõ Hà Nội sẽ dành 2 tỷ 221 triệu đồng, căn cứ khoản 7, điều 10, nghị định 93-2021 để xử lý các vấn đề phát sinh, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn. Trước thông tin trên, dư luận đặt câu hỏi tại sao tiền người dân quyên góp để ủng hộ các nạn nhân lại sử dụng để vệ sinh môi trường. Ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội chưa chi số tiền trên, đây là phương án dự phòng cho các trường hợp phát sinh. Ông Trường nói, ví dụ như các bệnh nhân nặng thêm chẳng hạn, hoặc sau này điều tra xác định ra có những trường hợp bị ảnh hưởng bởi vụ cháy phát sinh, thì thành phố sẽ chi ra số tiền này. Ông Trường cho biết thêm, số tiền này sẽ chỉ được chi trong việc hỗ trợ nạn nhân, chứ không sử dụng để xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại hiện trường vụ cháy. Ông Trường cũng cho biết đúng là trong thông cáo báo chí về việc chi hỗ trợ cho các nạn nhân có đoạn, số tiền còn lại 2 tỷ 221 triệu đồng, căn cứ khoản 7 điều 10, nghị định 93-2021, ban vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra sự cố theo quy định. Thực ra, ban vận động đang trích dẫn quy định xử lý đối với số tiền chưa sử dụng hết nói chung theo quy định, tuy nhiên do không nói rõ nên dễ hiểu nhầm. Tôi đọc xong thấy chắc chắn dư luận sẽ hiểu theo hướng dùng tiền ủng hộ để xử lý sự cố môi trường. Tôi khẳng định số tiền cộng đồng ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chỉ được chi trong việc hỗ trợ nạn nhân, ngoài ra không sử dụng cho mục đích khác, ông Trường nói.